kính lau xong vẫn mờ đục, thử bốn mẹo sau đảm bảo sạch như mới. Việc kính bị mờ đục hay bám bẩn tạo cảm giác thiếu sạch sẽ và kém thẩm mỹ, làm nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng chưa biết cách vệ sinh thế nào. Cùng mẹo và cuộc sống xem ngay bốn mẹo tẩy vết ố, mờ đục trên cửa kính sau đây nhé. Vì sao kính bị ố vàng, mờ đục? Có rất nhiều nguyên nhân làm kính bị mờ đục hay ố vàng, nhưng chủ yếu là do bề mặt kính tiếp xúc với bụi bẩn, bọt và hơi nước, đặc biệt là những bề mặt kính trong nhà tắm, các chất này sẽ lắng động và thấm vào kính tạo ra một lớp cặn dày gây mất thẩm mỹ. Bên cạnh đó, nếu bạn sử dụng những sản phẩm tẩy rửa kém chất lượng để tẩy rửa cửa kính sẽ làm bào mòn và khiến cặn bẩn dễ dàng tích tụ hơn và gây ố vàng, đục mờ. Cách lau kính sạch như mới Số 1. Dùng muối ăn và chanh Chanh có tính chống oxy hóa và tẩy rửa nhẹ, hỗn hợp muối và chanh sẽ giúp làm sạch mặt kính hiệu quả. Bạn có thể thực hiện theo những bước sau. Cho 4 muỗng canh muối vào tô, vắt vào 2 đến 3 trái chanh rồi khuấy đều đều để hòa tan hỗn hợp. Tiếp theo bạn bôi đều hỗn hợp lên bề mặt kính cần làm sạch. Giữ yên khoảng 5 phút rồi tiến hành cọ rửa, lau chùi như bình thường. Trong quá trình làm sạch bạn nên làm nhẹ nhàng để tránh bề mặt kính bị chảy xước. Số 2, dùng rượu hoặc giấm. Rượu và giấm đều có khả năng tẩy vết ố rất hiệu quả. Khi kết hợp rượu và giấm để lau kính sẽ hạn chế tình trạng cặn bẩn tích tụ trên kính hình thành vết ố vàng hay làm kính bị mờ đục bạn cho rượu và giấm vào bình xịt lần lượt theo tỷ lệ 1:2, Xịt lên bề mặt kính cần làm sạch và để yên khoảng 10 phút. Dùng khăn lau sạch lại là hoàn thành. Số 3. Dùng kem đánh răng. Kem đánh răng cũng có khả năng làm sạch bề mặt kính rất hiệu quả. Bạn cho kem đánh răng lên một chiếc bàn chải cũ rồi trà nhẹ nhàng lên mặt kính cần làm sạch. Lấy một miếng bọt biển thấm nước ấm rồi cọ nhẹ nhàng lên bề mặt kính là hoàn thành. Cách này sẽ giúp mặt kính luôn sạch bóng và hạn chế mùi lạ phát sinh nếu thực hiện thường xuyên. Số 4, sử dụng dung dịch lau kính. Mẹo mẹo cuối cùng để làm sạch bề mặt kính là sử dụng dung dịch nước lau kính. Bạn có thể sử dụng những sản phẩm có độ làm sạch tốt, thành phần an toàn, mùi hương dễ chịu để vệ sinh kính nhà mình. Tốt nhất bạn nên thực hiện thường xuyên để bề mặt kính luôn sáng bóng và sạch sẽ. Trên đây là các mẹo giúp kính không bị mờ đục, hãy áp dụng cho nhà mình nhé. Chúc bạn vui vẻ.